Super Server đã chính thức mở cửa ngày 6 tháng 6 và sẽ kéo dài 6 ngày. Đây là cơ hội cho các tuyển thủ Trung Quốc có vé tham dự COCS Regional Final nếu đạt top 2 trở lên. Và cũng như mọi khi, thầy Huấn sẽ góp mặt trong sự kiện này. Ngày đầu ra mắt thì thầy đã có một phong độ rất ổn định. Trong số các trận đã diễn ra thì phải đặc biệt chú ý đến lối đi riêng của thầy với nâng cấp quá nhiều kẹo trong một meta mà nhà nhà ấp cấp. Cùng đến với diễn biến trận đấu, Zoe U Linh kết hợp với quá nhiều kẹo do Huân Mê Thị Phạm ngay sau đây nhé. Trước khi vào việc, xin anh em một like, một sub. Vòng chọn đầu bậc vàng, có nhà máy tái chế. Tuy nhiên, Huân Mê đã có 5 mảnh nhỏ bên ngoài nên không muốn thêm. Rôn lõi 3, ra khỏe mạnh kép. Thông thoáng có thể giúp anh lên cấp nhanh. Với lương đồ hiện tại có gậy, có nước mắt thì Lilia là lựa chọn không tồi. Tuy nhiên, đấy dường như không phải hướng đi của Huân Mê nên anh cũng cho cúc luôn. Ra nâng cấp carry của Nico. Quá nhiều kẹo được chọn. Với nó, ta được rôn với 0 đồng. Sau mỗi 6 lượt, chi phí tăng thêm 1 vàng. Bắt đầu mỗi giai đoạn, phí được đặt lại về 0. Phía trên là hai cảnh vệ, Garen, Amumu để chống chịu. Phía sau cho Jira cầm Sojin và mảnh gậy gây đam. Dù đã up 4, nhưng vì muốn eco 10 vàng nên anh không bắt thêm tướng. Đối thủ tuy chưa tối ưu được đồ, nhưng lợi thế hơn ta một chest nên Huân Mê sẽ thua lượt này. Thêm Riven, kích sử gia và bỉ ngạn xanh dương sẽ được chọn, cho hai đồng minh bên cạnh thêm AP. Đối phương đánh rất nét, tối ưu ngay ba món lớn đầu trận là cuồng đao, kiếm súng và giáp vai nguyệt thần. Có thể dễ dàng đoán được, họ sẽ triển khai Ash rồi được không anh em? Kumbuko 2 tranh khỏe, còn được hưu từ kiếm súng nữa. Hàng thủ của ta lùng trước và chấp nhận bị báo 4 giọt. Làm kinh tế một cách chuẩn chỉ nhất. 2.3, anh bắt thêm Jira, bán Amumu, chấp nhận đép yếu một tí để tích 21 vàng. Quyana với hai đồ lớn đi cùng hộ pháp, sàn bằng tất cả. Đến 2.5 thì anh lại bắt cả Illaoi và Achok chứ không Eco nữa. Thì nguyên hình đã lộ rõ, đây chắc chắn sẽ là bài tủ của thầy, Jira U Linh. Dù có thêm Illaoi tranh được hơn tí, nhưng ngập ngay quả top 1, còn Jack cầm nỏ sét giáp lửa. Ari đứng sau cũng 2 sao cầm găng thì công thủ đều quá mạnh mẽ. Chuỗi thua 4 cho anh Huấn. Các lửa roll không đồng từ quá nhiều kẹo, từ đầu đến giờ anh chưa xài, vì mục đích của anh là phải tích tiền trước đã. Nếu dùng các lửa roll này sớm, dù có tướng mà bị thọt tiền thì rất dễ nhót. Và sau 6 lần roll không đồng, anh có Riven 2 sao, Zoe thế chỗ Garen, kích pháp sư. Nhưng chưa dừng ở đó, anh tiếp tục roll thêm 6 lần 1 vàng nữa, bắt được Achok, Riven, Zoe và Shen mỗi thứ một con. Người đá trả giọt nước và nịt, cho Shen thay Illaoi và tối ưu cho mắt hoàng hôn hai món thủ là thú tượng và dây chuyền trục tội. Nhà định mệnh này may mắn có Sinva từ sớm kèm bao đồ đẹp luôn, nhưng họ lại thiếu tranh. Shen đứng trên một mình, nhận đam dồn dập nên tốc độ gọi ma cũng rất nhanh. Jira và Zoe làm trò nhiệm vụ là ra chiêu, kết liễu kẻ địch và dồn ma đó ra sau. Chuỗi thua của Huân Mê chấm dứt ở đây. Nếu như lõi 1 giúp anh kiếm tướng nhờ những lượt roll hạ giá, thì đến lõi 2, một lần nữa là vàng, sẽ là cơ hội để anh chọn một nâng cấp combat phù hợp. Ý chí rồng thiêng, đầu game ra lấy đánh win, hay muốn chọn ở 3.2 thì anh em phải có kiểu cho gắt 3 sao trong bộ Cock Mori roll thì mới tận dụng được, còn ở đây thì không. Những người bạn nhỏ cũng chỉ đánh bài 4 vàng 5 vàng như Kai'Sa hay Syndra, nên anh roll, ra được chuỗi may mắn và quyền năng phi thường. Hoàn toàn không thể dùng được trong bộ Jira U Linh này. Giờ roll nốt cái 3 thì mạo hiểm quá, nên anh sẽ chọn sốc điện để bổ sung đam từ giao điện cùng khả năng giảm kháng của địch. Vì win round trước rồi nên anh lên 6, roll xương xương, đánh win lại. Vì dù sao, giờ anh cũng đang cầm trong tay 6 lượt roll không đồng. Làm 3 nháy, ấp được Jira, Achok và Shen 2 sao. Giao điện sẽ cho Zoe. Bên kia chiến tuyến có cả Gấu 2 và Lee Sin. Nhưng chưa chắc đã giòn đâu. Vì tốn tiền mua tướng như thế nên họ còn đang kẹt ở cấp 5. Dàn tranh U Linh bảo kê chắc chắn cho Jira và Zoe được chơi. Tiếp tục lập chiến công. Phòng trợ 3 chấm, anh nhặt Achok cầm cung. Về đến nhà, bé Zoe siêu múp lên 2. Jira có thêm Nashor để tương tác với Sojin, từ đó ra chiêu nhanh và nhiều hơn. Dù bài lúc này ổn áp quá rồi, nhưng đụng độ quả top 1 snowball quá ác. Đã áp 7, 5 định mệnh, 4 thần rừng đã kích. Ari hôn gió nổ chí mạng, đưa Shen lên bảng. Om bị Jira hạ gục, tuy nhiên trước đấy, ông ta đã hack cho Thresh cái vuốt rồng nên tốc độ đẩy ma của Jira bị chậm lại. Rất đáng tiếc, khi đang trên đà thăng hoa thì Huân Mê lại bị shut down. Trước khi qua 4 chấm, anh không quên dùng các lửa roll không đồng và một đồng, từ đó kiếm thêm được Riven, Achok, Illaoi và Jira. Sang 4 chấm,
Lúc này anh nhiều vàng rồi, và cũng là thời điểm các nhà đánh up cấp chuẩn bị lên 8 up team, nên không đợi đến quái mới roll như ở 2.3 chấm. Anh xả mạnh tay, nâng Riven và Shen lên 3 sao. Zira hoàn thành món cuối rất đẹp là găng bảo thạch. Va chạm với Syndra hay, Riven còn ở chuồng nên nằm rất nhanh trước sức tấn công của Syndra và Silas. Shen bị Lissandra phong ấn, cô còn giáp lửa thiêu đốt, khiến mắt hoàng hôn bốc hơi trong bất lực. Illaoi cũng bị triệt hạ ngay sau đấy. Zira không có night cover, chấp nhận bại trận. Lõi cuối là kim cương, ba lựa chọn đầu là tái hiện thánh quang, tốc độ chóng mặt và Donnie đóng giày. Trong ba cái thì Donnie ngon nhất vì team còn đang nhiều tranh cơ phía trên chưa có đồ, nên anh roll 1 và 2 ra vé kim cương và khảm bảo thạch. Lấy khảm có phần thừa thãi vì đang chủ yếu đến từ Zira và Zoe, mà Zira thì găng bảo thạch rồi. Vé kim cương lại càng không vì có quá nhiều kẹo để roll rồi. Donnie được chốt. Zira tự ra con thứ 8, trực giác mách bảo anh ấn đê thêm phát nữa. Và đây rồi, Zira 3 sao sẽ có cho Hôn Mê. Cho Illaoi bốc đồ, đối đầu xong đấu. Ông này thì lõi rất đẹp, nhưng Lee chỉ 1 sao và vỏn vẹn 1 đồ. Nên thấy Tu Mù nằm xuống chóng vánh trước những mũi gai ma thuật của Zira. 4 Long Vương tới chơi, choáng cả nhà ta. Nhưng sát thương lúc này có mỗi con gấu béo nên cũng không tác dụng. Lên 7 kích U Linh và Hiền Giả với sự tham gia của Morgana. Sau khi đi chợ nhặt thêm mảnh găng nữa thì anh hoàn thành được thêm một găng đạo tặc cho Riven. Nhà đang nằm giữ top 1 thì có form, còn nhiều máu nên đáng chấp lọ kim cương, ấp ủ trứng vàng, sức mạnh chưa phải mức tối đa. Hai hình nhân va chạm cũng không nhận được ra sau. Dưới sự bảo kê chắc chắn của Shen thì những bóng ma U Linh được Zira dồn từ kẻ này sang kẻ khác rất tốc độ. Chưa hết nửa combat thì địch có mỗi Sinva lẻ bóng, chiến thắng áp đảo thuộc về Hôn Mê. Chim trả một gậy, dương đồ lẻ và hai ông ỏn. Qua giai đoạn mới, các lượt roll lại về không đồng. Anh xài từ không đồng đến hết lượt 2 đồng thì dừng. Tiếc là chẳng up thêm được gì. Và ngay nhà Sinva đã lên 9. Cũng phải thôi vì họ có bừa bộn mà. Bản sao gương lửa gạt của Shen và Achok không làm khó được Sinva. Kinvet nhảy lên, bắn thẳng mặt Zira. Cấu được hơn nửa cây của gai nổi loạn, Zira tiếp tục lụng được mạng của Seth. Nhưng lúc này, Sinva tiến lên khiêu chiến. Solo kill, đưa Zira lên bảng. 5.2, anh lên 8, dùng 2 Illaoi, giao chiến với Ashe cảnh vệ. Nautilus quăng thủy lôi nhưng không đến được chỗ Zira. Riven có đồ đẹp nên cũng cầu kéo được khá nhiều thời gian của Ashe. Sàn tranh địch ngày càng ít, cũng là thời khắc những bóng ma trỗi dậy. Shen kích bảo hộ linh hồn, ôm được cả tá sát thương của mưa tiễn, tạo điều kiện cho Zira được chơi và lấy đi combat. Anh lụng ấn quý nhân từ chợ, về cho Zoe để cô có thể hồi máu đồng minh khi gây sát thương. Nhà Sinva ấp trứng chủ quan, lại gặp lobby quá mạnh, nên hậu quả là sắp cúc rồi mà trứng vẫn chưa nở. Thôi thì để Hôn Mê tiện đi một đoạn. On chưa kịp đúc đồ đã bị Zira hạ gục. Seth bế Shen ra sau, lấy được rất nhiều máu của mắt hoàng hôn. Sinva di chuyển đến hàng 3, nhưng bóng ma truyền từ Kinvet sang cô. Công việc của Zira lúc này cực kỳ nhẹ nhàng. Gọi ra cây gai, one shot Sinva, không cho cô ta trở tay. Địch ăn ngay cái cuốc. Trận đấu cực căng ở 6 chấm khi máu các nhà rất đều nhau. Hôn Mê bị update lên được Morgana 2, Achok và Zoe 3 ở những lượt roll đầu. Anh còn chủ động đổi carry chính từ Zira thành Zoe, nên tháo đồ Zira cho Zoe găng bảo thạch rồi mới lên 3 sao. Zoe rất biết cách bùng đồ, ấn nhảy ra và giữ lại cho cô cuồng đao, dao điện, găng bảo thạch. Nautilus sau đó cũng lên 2, vai trò của nó là kích cảnh vệ và bổ sung khống chế cực ngon. Anh mở dương lấy mũ phù thủy cho Zira, bên kia chiến tuyến là xạ đấu sĩ, cũng có thể gọi là mắc pin rồi vì đã hoàn thành cả Udyr và Saya 2. Udyr thiết đấu công nhưng không thể hất tung Riven vì cô random giao trong thủy ngân. Hắn ủi qua ủi lại, trông vô trí không cơ chứ. Nhưng mũi gai của Zira đã bắt hắn phải xuống ngưỡng máu tử và kích hổ trảo. Shen vẫn bảo toàn được mạng sống để dẫn đường cho đồng minh tiếp cận Saya. Cô nàng lắm lông bung lụa lần cuối và ra đi mãi mãi. Đúng là Super Server có khác. Bài nào cũng mạnh như rồng như hổ, như ông song đấu thì vừa lên 9 mà vừa có cả gấu 3, cheese 3, Lee Sin 3 đồ đẹp. Shen dù rất nỗ lực nhưng không thể cản được sức công phá đến từ đội quân lấy công bù thủ này. Cheese sung quá cũng không tốt, chọn vị trí tiếp đất bị ngố và phải trả giá bằng tính mạng. Lee Sin tiếp cận, dứt điểm được Zoe, nhưng máu hắn không còn nhiều nữa và sẽ phải trở thành con mồi cho Zira. Vòng chợ 6 chấm, anh nhặt thêm một bốc đồ nữa, tận dụng Donnie. Đối thủ cuối cùng cạnh tranh top 1 với anh là nhà thần rừng định mệnh. Đảo rất nhanh ở những giây cuối, anh cho Nautilus đứng sang một bên để nhận đam và ra chiêu sớm. Còn các U Linh và tướng gây đam thì dồn sang phải để phục vụ việc đẩy ma được chân chu. Thủy lôi tung ra, khống chế hết hàng thủ địch. Rek'Sai, Na không đồ nên bị dứt điểm quá dễ. Các bóng ma bắt đầu di chuyển,
Jira và Zoe phó cướp đại ca, thành công đưa hắn về cõi cực lạc. Lò rèn của Dương gia được On thi triển, tạo là chắn câu giờ nhưng cũng chẳng cầm cự được lâu. Quân ta còn Shen, còn Nachok để tranh. Azir trước khi gục còn để lại di sản là một lính cắt che chắn cho Shinra. Cô nàng cánh sen đã tiêu diệt được Shen, nhưng để có thể 1 cân 5 trong hoàn cảnh này là bất khả thi. Và top 1 chắc chắn thuộc về Hôn Mê. Tụi mình sẽ liên tục cập nhật tình hình của sự kiện Super Server này cho anh em, vì đây là nơi tụ tập toàn các pháp sư Trung Hoa đại tài nhất, nên có rất nhiều thứ đáng học hỏi. Anh em đừng quên một like, một share, một subscribe, cũng như chờ vào nút chuông để không bỏ lỡ các video nhé. Giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại anh em.